Thực hiện sự chỉ đạo của Ủy ban dân huyện Đông Anh nhằm giải quyết dứt điểm vi phạm tại khu vực ao đồng và khu ao cá Bắc Hồ tại thôn Thiết Bình, xã Vân Hà. Ngày 11 tháng 6 năm 2024, huyện Đông Anh tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với 11 hộ dân lấn chiếm 480 m² đất công tại khu ao đồng, gồm các hộ dân Nghiêm Hữu Thực, Nguyễn Văn Quý, Nghiêm Hữu Sáng, Nguyễn Xuân Phượng, Nguyễn Xuân Thiết, Nguyễn Đình Hiển, Nguyễn Thị Thuận, Nghiêm Thọ Thực, Nguyễn Đắc Phương, Nguyễn Chu Đính, Nguyễn Hữu Thưởng. Trong đó hai hộ Nguyễn Thị Thuận và Nghiêm Hữu Thưởng đã tự nguyện bàn giao đất nhờ lực lượng chức năng tháo dỡ hộ công trình vi phạm trước ngày diễn ra cưỡng chế. Trước đó, trong quá trình triển khai dự án kè ao hồ kết hợp lắp đặt hệ thống chiếu sáng trồng cây xanh, khu ao đồng và khu ao cá Bắc Hồ tại thôn Thiết Bình, xã Vân Hà, xác định có 20 hộ dân lấn chiếm đất công, dựng lều lán, nhà tạm trái phép trên diện tích 1.680 m² đất. Trong đó, khu ao đồng 480 m² liên quan đến 11 hộ và khu ao cá Bắc Hồ 1.200 m² liên quan đến 9 hộ. Do có khiếu kiện, sau khi điều tra làm rõ, năm 2008 và 2009, Tòa án Nhân dân huyện Đông Anh và Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã có bản án quyết định thu hồi toàn bộ diện tích 1.680 m² đất của 20 hộ lấn chiếm tại hai khu ao trên, giao lại cho Ủy ban dân xã Vân Hà quản lý, sử dụng theo quy định. Mặc dù đã có phán quyết của tòa án và được chính quyền xã Vân Hà liên tục giải thích vận động, đồng thời ra các thông báo, thiết lập hồ sơ vi phạm, mời các hộ đến làm việc. Nhưng các hộ dân có liên quan vẫn không hợp tác, không ký vào biên bản vi phạm. Để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, từng bước giải quyết dứt điểm, triệt để các vi phạm về đất đai, vụ việc tại khu ao đồng và khu ao cá Bắc Hồ được thống nhất chia thành hai giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1 cưỡng chế thu hồi đối với 11 hộ tại khu ao đồng, giai đoạn 2 tại khu ao cá Bắc Hồ đối với 9 hộ còn lại. Sau một ngày tiến hành cưỡng chế tháo dỡ tại khu ao đồng, thôn Thiết Bình, xã Vân Hà, lực lượng chức năng huyện Đông Anh đã giải tỏa xong toàn bộ các công trình lều lán vi phạm trên đất, trả lại mặt bằng thông thoáng cho toàn bộ diện tích 480 m² đất cần thu hồi theo đúng kế hoạch đề ra. Dự kiến giai đoạn 2 tại khu vực ao cá Bắc Hồ sẽ sớm được tiến hành nhằm đảm bảo tính kỷ cương, nghiêm minh của pháp luật.